Kênh Hoàng Hải Bất Động Sản chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Rất vui trong buổi sáng ngày hôm nay thì em Hải sẽ gửi tới quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố nằm trong một khu dân cư rất là đẹp nha quý anh chị nha. Một khu dân cư xây dựng rất là đồng bộ nha quý anh chị. Nhà nào cũng giống nhà nào ha. Một khu dân cư rất là đẳng cấp quý anh chị ơi, rất là đẹp, rất là văn minh nha. Và căn nhà mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình. Vị trí của khu dân cư mình là thuộc phường Đông Hòa nha quý anh chị nha. Thuộc phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Một khu vực trung tâm tại khu vực thành phố Di An của tỉnh Bình Dương mình. Vị trí của khu dân cư mình rất là gần với hội trường Đông Hòa nè quý anh chị. Trường cấp 1, cấp 2 của phường Đông Hòa, trong bán kính khoảng 5 đến 600 mét thôi anh chị ơi. Một vị trí với đầy đủ các tiện ích đi kèm nha quý anh chị nha. Nằm trong một khu dân cư đồng bộ rất là đẹp. Và căn nhà mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình đó chính là căn này nè quý anh chị. Con đường trước nhà của mình, đường này nó có lộ giới lên tới 14m nha quý anh chị nha. Đường này lên tới 14m và lộ giới của mình là bao gồm cả vỉa hè. Có cây xanh rất là đẹp nha quý anh chị. Ở đây thì xe ô tô người ta để ở phía ngoài nè quý anh chị. Khu dân cư rất là ok đấy. Đây. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn về cái căn nhà mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình. Đó chính là căn nhà này quý anh chị ơi. Nhà xây dựng 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm kiên cố nha quý anh chị nha. Nhà rất là đẹp nha quý anh chị nha. Công năng sử dụng của nhà mình nè quý anh chị. Nhà mình có sân ô tô đấy quý anh chị ơi. Có vỉa hè 3m, có sân ô tô 7 chỗ nè quý anh chị. Ở phía ngoài là cửa sắt nè quý anh chị nha. Hai lớp, hai cửa sắt hai cánh nha. Khu vực phía ngoài sân sân gara của mình. Tiếp tới nè quý anh chị. Đây là khu vực sân trước, sân ô tô của mình. Sân này thì có bề ngang 4m, nhà mình có bề ngang 4m nha quý anh chị nha. Và chiều dài của sân này là 6m2 nha quý anh chị nha. Rất là rộng quý anh chị nha. Mình để ô tô 7 chỗ thoải mái. Ở khu vực phía trước sân gara thì được dựng khung sắt hết rồi quý anh chị này. Rất là kiên cố nha, rất là an toàn nha quý anh chị nha. Đấy. Căn nhà của mình thì có tổng diện tích đất là 92m2 anh chị ơi. 92m2. Thổ cư là 100% luôn nha quý anh chị nha. Diện tích 92m, thổ cư 100%. Ngang 4m và chiều sâu là 23m nha quý anh chị nha. Đây là một căn nhà rất là đẹp nằm trong một khu dân cư đồng bộ mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình. Tiếp tới mình đây là một lớp cửa thứ hai của căn nhà mình nè quý anh chị. Lớp cửa nhôm kính sinh pha ha. Ở phía ngoài là một lớp cửa sắt rồi. Tiếp tới khu vực vào phòng khách của mình là một lớp cửa nhôm kính sinh pha. Đây là khu vực phòng khách nè quý anh chị. Điều đặc biệt là căn nhà này gia chủ sẽ chuyển nhượng lại cho toàn thể quý anh chị nào mình yêu thích căn nhà này với đầy đủ nội thất luôn nha quý anh chị nha. Mình về đây ở là không cần phải sắm gì thêm ạ. Nội thất đầy đủ. Nội thất đầy đủ nha quý anh chị nha. Em xin lưu ý ạ. Căn nhà này thì vừa mới xây nha quý anh chị nha. Và hiện tại là đã có người ở rồi nhưng mà cũng chỉ mới ở thôi quý anh chị ơi. Và bây giờ do nhu cầu nên là người ta không gia chủ không có nhu cầu sử dụng nữa thì sẽ chuyển nhượng lại cho toàn thể quý anh chị nào mà mình có nhu cầu ạ. Nhà mình sẽ tặng kèm đầy đủ nội thất nha quý anh chị. Về công năng sử dụng ạ, em xin nhắc lại ạ. Nhà mình có một sân ô tô 7 chỗ. Có một khu vực phòng khách, một khu vực nhà ăn và có 4 phòng ngủ nha quý anh chị nha. 4 phòng ngủ, có một phòng ngủ ở phía dưới đấy. Phòng ngủ phía dưới là bên trong nha quý anh chị nha. Và có 3 nhà vệ sinh, một sân thượng ở phía sau và một khu vực sân giặt đồ nha quý anh chị nha. Em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị mình cùng cảm nhận ha. Đây, hiện tại là em đang di chuyển vào khu vực nhà ăn của mình nha quý anh chị. Một khu vực cũng tương đối là rộng quý anh chị nha. Một bộ bàn ghế để mình dùng cơm. 4 ghế nha quý anh chị nha, tặng kèm luôn đấy. Đây khu vực nhà bếp của mình. Tủ trên và tủ dưới khu vực kệ bếp nè quý anh chị này là đều làm bằng gỗ công nghiệp ha. Bên cạnh đó thì sẽ tặng kèm cho mình một cái tủ lạnh hiệu Elri ha, một cửa nha quý anh chị nha. Đây là một căn nhà tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, rất là gần với sân vận động Đông Hòa, gần với trường tiểu học Đông Hòa. Gần với các trục đường như đường Đào Duy Từ, đường Nguyễn Hữu Cảnh nha quý anh chị nha. Đây là nhà vệ sinh ở phía dưới nè quý anh chị. Nhà vệ sinh của mình ốp gạch lên cao hết nha. Rồi, nhà mình thì sẽ có một cái phòng ngủ ở phía dưới nè quý anh chị. Tổng là 4 phòng ngủ thì ở phía dưới tầng trệt sẽ có một cái phòng ngủ. Phòng này sẽ phù hợp với gia đình mình có người lớn tuổi nha quý anh chị nha.
Bây giờ em sẽ di chuyển lên trên lầu, em sẽ quay chi tiết cho toàn thể quý anh chị mình cảm nhận về căn nhà này. Bên em thì chuyên nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận tìm nhà đất theo yêu cầu tại 3 khu vực gồm thành phố Di An, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Nếu anh chị mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Ở trên lầu 1 này quý anh chị, em sẽ quay ở khu vực phía sau trước. Đây là không gian ở trên lầu 1 này anh chị. Một khu vực để trống, một khu vực không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình nha quý anh chị nha. Nếu mình có nhu cầu mình có thể ngăn làm phòng ngủ đều được. Đây là ở trên lầu 1. Trên lầu 1 của mình sẽ có một nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và một khu vực sinh hoạt chung. Đây là phòng ngủ ở trên lầu 1 nè quý anh chị. Ở phía sau có lối thoát hiểm quý anh chị nhé, nên là có cửa sổ để mình lấy sáng. Căn nhà này rất là thoáng đấy quý anh chị. Rồi, em sẽ di chuyển ra phòng ngủ ở phía trước. Phòng ngủ ở phía trước này thì đẹp hơn đấy quý anh chị ơi. Nội thất của mình là có giường nè quý anh chị. Gia chủ mình về đây ở nên đã trang bị hết đầy đủ rồi quý anh chị ơi. Có quạt ha, có rèm và có giường, có tủ đồ áo đầy đủ nha quý anh chị nha. Đây là tủ đồ áo của nhà mình. Xin mời toàn thể quý anh chị mình cùng nán lại một chút xíu nữa. Em sẽ di chuyển lên trên lầu 2 để em sẽ quay nhanh cho quý anh chị mình xem. Điều đặc biệt là căn nhà này đã được hoàn công đầy đủ nha quý anh chị nha. Đây là khu vực giếng trời ở phía dưới cầu thang của mình. Nhà mình thì đã được hoàn công luôn rồi quý anh chị ạ. Tổng diện tích đất là 92m², còn diện tích hoàn công là 179m nha quý anh chị nhé. Đây em đang ở trên khu vực lầu 2 của nhà mình. Ở đây sẽ có một cái khu vực giặt đồ này quý anh chị này, phòng giặt ha. Ở phía sau này sẽ là cái sân thượng. Quý anh chị thấy không ạ? Cái sân thượng này là sân sau nha, rất là rộng nha quý anh chị nhé. Nhà mình có sân sau rất là rộng. Ở trên đây được dựng khung sắt hết rồi nha quý anh chị. Lợp tôn rồi, dựng khung sắt rồi, rất là kiên cố nha quý anh chị nha. Đây là trên lầu 2. Ở phía trước này sẽ có một khu vực phòng ngủ nữa. Nếu mình không dùng làm phòng ngủ thì mình có thể làm phòng thờ nha quý anh chị nhé. Phòng này hiện tại đang để trống, sẽ phù hợp làm phòng thờ và phòng ngủ. Đấy là tùy nhu cầu sử dụng của nhà mình nha quý anh chị nhé. Rồi, một căn nhà tại phường Đông Hòa, ở khu vực trung tâm của thành phố Di An, với tổng diện tích đất là 92m², diện tích sàn hoàn công là 179m nha quý anh chị nhé. Và hiện tại mức giá của căn nhà này đang được gia chủ mong muốn chào bán với mức giá là để bán được nha quý anh chị nhé, là 4.900.000.000 ạ. Giá này vẫn còn thương lượng nha quý anh chị, còn thương lượng, còn hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho toàn thể quý anh chị mình. Nếu anh chị mình quan tâm tới căn nhà này trong một khu vực đồng bộ như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Hải theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình một cách tốt nhất nha. Rồi, và video của bên em đến đây là kết thúc ạ. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất của bên em. Bên em sẽ cập nhật ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản này cho toàn thể quý anh chị và các bạn mình theo dõi kênh để mình tham khảo các cái bất động sản đất nền và nhà phố của bên em nhé. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.